Thưa quý vị, Tổng thống Congo đang cố gắng dàn xếp các mâu thuẫn với các quốc gia láng giềng Rwanda và Uganda, tin từ Kampala. Tổng thống Congo ông Joseph Kabila đã dành nhiều thời gian điện đàm với Tổng thống Rwanda Paul Kagame và Tổng thống Uganda Yoweri Museveni với hy vọng là sẽ chấm dứt các căng thẳng tại biên giới. Trong khi đó, thì Quốc hội Congo đã bày tỏ thái độ cương quyết, không liên hệ với bất cứ hình thức nào tới nhóm phiến quân M23. Sự hiện diện của M23 tại thành phố Goma ép buộc hàng chục ngàn dân chúng phải tìm đường lánh nạn tại khu vực biên giới cạnh quốc gia láng giềng Rwanda. Tổng thống Congo nói rằng đã có nhiều bản báo cáo quân đội chính phủ đang điều đình với lực lượng M23 nhằm giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ Cộng hòa Congo trong nhiều tuần lễ qua. Tổng thống Kabila kêu gọi nhóm M23 hãy rút ra khỏi thành phố ngay lập tức và tránh các cuộc sử dụng bạo lực cướp phá, hãm hiếp và giết hại dân chúng. Rwanda đã lên tiếng tố cáo Cộng hòa Congo, đã cho rằng Rwanda hỗ trợ quân sự tới lực lượng M23. Quốc gia Rwanda hoàn toàn phủ nhận và nói rằng đã không có một sự dính líu nào tới nhóm M23. Tổng thống Congo đang gặp nhiều sự chống đối từ quốc hội và dân chúng trước sự bất lực giải quyết vấn đề nội bộ Congo một cách không dứt khoát, đã tạo ra sự lớn mạnh của lực lượng phiến quân M23, trở thành lực lượng quân sự đối đầu với chính phủ Congo.